người dân sống quanh khu vực khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 phát hiện nhiều đồng ruộng tuyến kênh mương xuất hiện nước đen ngòm, sủi bọt và bốc mùi hôi thối. Theo ghi nhận, cánh đồng mà người dân phản ánh nằm dưới chân khu xử lý rác thải. Cá trong các ao mương tại khu vực này gặp nước thải bị chết. Ông Trần Thanh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp đến hiện trường và xác nhận phản ánh của người dân là đúng thực tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Xuân 2 thông tin, sau khi kiểm tra hiện trường, tôi mời các cơ quan chức năng và cũng thông tin tình hình về cho Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành, đồng thời làm việc với Công ty Môi trường Đô thị Quảng Nam, Ban Quản lý Dự án và kể cả mời Cảnh sát Môi trường của tỉnh vào. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Quảng Nam cho biết, hệ thống nước thải của khu xử lý mới vừa hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào thử nghiệm, lượng nước thải ở trong các bể được bơm ngược trở lại. Còn một lượng mưa lớn nên có hệ thống suối chảy phía dưới của bể, xử lý chảy rất mạnh và thẩm thấu như thế nào, thì hiện nay cùng với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân. Vùng hạ lưu của khu vực xử lý rác thải Tam Xuân 2 này có khoảng 4.000 hộ dân sinh sống.